Chào anh ạ, em có thể giúp gì được cho anh? Chào em, anh đang muốn tham khảo một số mẫu bể tiệm của Casa để dùng cho khách sạn 5 sao bên anh. Thì không biết là bên em có mẫu nào vừa hiện đại vừa sang trọng không? Dạ vâng, thế em xin phép được giới thiệu cho anh một sản phẩm hoàn hảo. Đây ạ, đây là mẫu sản phẩm UMP0283 và sản phẩm này có tính năng xả cảm ứng mà không cần dùng điện. Công nghệ này được gọi là Magic Power, tạo dòng điện từ sức nước và trữ bằng pin, giúp tiết kiệm điện năng. Bệ tiểu nam UMP0283 có 3 chế độ xả riêng biệt. Thứ nhất là khi sử dụng, bộ cảm ứng sẽ xả trong vòng 1 giây. Khi sử dụng xong, bộ cảm ứng sẽ xả 10 giây kết hợp với sạc pin. Sau 40 tiếng không sử dụng thì bệ tiểu sẽ tự động xả nước để sạc pin. Đây là một sản phẩm rất là thông minh và khoa học phải không ạ? Được thiết kế bao phủ hoàn toàn, giúp dễ dàng vệ sinh, khiến bề mặt luôn sáng bóng bền đẹp. Quý vị có điều gì khắc mắc về sản phẩm, xin liên hệ showroom Casa gần nhất để được tư vấn.